Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Trước tiên thì Thanh Nhẫn xin được cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự hàng ngày của chúng tôi. Chúc quý vị có những giây phút thoải mái để xem hết clip của chúng tôi mỗi ngày. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây là những tin chính ngày hôm nay. Khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương quá tải, nhiều F0 lớn tuổi trở nặng. Ca mắc cộng đồng ở Đà Nẵng tăng cao, nhiều ca phát hiện qua lấy mẫu đại diện gia đình. Phong tỏa một siêu thị lớn vì phát hiện 18 ca nhiễm COVID-19. Hậu Giang tăng mạnh số xã cấp độ dịch nguy cơ cao. Người dân thành phố Hồ Chí Minh tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 từ ngày 10 tháng 12. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết đã hoàn trả 2 lô vaccine gia hạn sử dụng. Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương quá tải, nhiều F0 lớn tuổi trở nặng. Thưa quý vị, hôm nay trao đổi với phóng viên bác sĩ Trần Văn Bắc, phó trưởng khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh thông tin, hiện nay số lượng bệnh nhân tăng, tình trạng nặng đến nguy kịch nhiều hơn, tập trung ở người cao tuổi, hầu hết các trường hợp mà khoa tiếp nhận đang có xu hướng phải can thiệp tích cực như đặt ống thở máy, lọc máu, điều trị bệnh lý nền. Từ nhiều tuần qua, khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 đã phải hoạt động tối đa công suất vì số lượng bệnh nhân gia tăng nhanh. Theo Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, bác sĩ Trần Văn Bắc, lượng bệnh nhân nặng mà khoa tiếp nhận gia tăng từ một tháng trở lại đây. Đáng chú ý, trong 2 tuần gần nhất, số lượng này đã tăng lên gấp đôi và có xu hướng tiếp tục gia tăng. Khoa cấp cứu của bệnh viện là điểm tiếp nhận đầu tiên khi các bệnh nhân có diễn biến nặng được đưa vào chữa trị. Với khối lượng công việc lớn, đội ngũ nhân viên y tế chia làm 3 ca trên ngày, gồm 7 điều dưỡng trên ca, với tổng 9 bác sĩ điều trị thay phiên túc trực để đáp ứng tiếp nhận trung bình mỗi ngày khoảng 10 bệnh nhân diễn biến nặng. Bác sĩ Bắc thông tin, khoảng 80 bệnh nhân nặng đang được điều trị, hầu hết ở mức độ phải hỗ trợ từ thở oxy đến thở máy, lọc máu. Các ca có nhiều bệnh lý nền như suy thận mãn tính, tiểu đường, huyết áp, HIV, xơ gan, mang thai. Lứa tuổi có xu hướng tăng lên, cao nhất là 101 tuổi. Trong đó, người trên 80 tuổi chiếm 30-40%, còn lại đa phần là trên 60 tuổi. Được biết, các bệnh nhân nặng nhất rơi vào nhóm lớn tuổi, có bệnh nhân trên 95 tuổi, gần như nằm liệt giường. Cũng theo lãnh đạo khoa cấp cứu Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, khối lượng công việc mà đội ngũ nhân viên y tế đảm nhiệm không chỉ tăng lên về số lượng bệnh nhân mà còn tăng lên về khối lượng chăm sóc. Đội ngũ y tế phải chạy đua với thời gian để hỗ trợ cấp cứu cho người bệnh. Bác sĩ nói, với số lượng 30 giường thở máy luôn kín người nằm, khoa không thể tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân cùng một lúc. Còn các ca có chuyển biến nặng sẽ được chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Nói về giải pháp trước mắt, bác sĩ Trần Văn Bắc cho hay, với xu hướng gia tăng các ca ngoài cộng đồng, bệnh viện đã lên kế hoạch tăng cường quy mô cho khoa và các phòng bệnh. Bên cạnh đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 1, đường Giải phóng Hoàng Mai cũng đã bố trí nhân lực hỗ trợ cho khoa, đồng thời đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ thêm nhân lực từ các bệnh viện khác. Thống kê về số lượng bệnh nhân mắc COVID-19, theo Sở Y tế Hà Nội, chỉ tính riêng ngày 6 tháng 12, toàn thành phố ghi nhận 774 ca bệnh, trong đó tại cộng đồng 280 ca, khu cách ly 343 ca, khu phong tỏa 151 ca. Hậu Giang tăng mạnh số xã cấp độ dịch nguy cơ cao. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 12, Sở Y tế Hậu Giang thông báo cập nhật công bố đánh giá cấp độ dịch với cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tính đến 12 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2021. Theo đó, trong tổng số 75 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, có 9 xã ở cấp độ 2 nguy cơ trung bình vùng vàng, 66 xã cấp độ 3 nguy cơ cao vùng cam, không có xã cấp độ 1 bình thường mới vùng xanh và cấp độ 4 nguy cơ rất cao vùng đỏ. Như vậy, so với lần cập nhật gần đây nhất hôm ngày 17 tháng 11, tỉnh Hậu Giang vẫn không có vùng xanh và vùng đỏ. Tuy nhiên, số lượng xã vùng vàng và vùng cam gần như đảo chiều. Cụ thể, ở lần cập nhật trước, tỉnh Hậu Giang có 60 xã ở cấp độ 2 vùng vàng và 15 xã cấp độ 3 vùng cam. Còn lần này có 9 xã vùng vàng và 66 xã vùng cam.
về các biện pháp hành chính áp dụng. Các xã được cập nhật đánh giá cấp độ 2 tiếp tục thực hiện các biện pháp hành chính theo công văn số 2324 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh bổ sung các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các xã được cập nhật đánh giá cấp độ 3, bao gồm các xã không thay đổi cấp độ so với lần đánh giá trước liền kề và các xã mới nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3, tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo mức độ dịch cấp 3, quy định tại quyết định số 1988 ngày 20 tháng 10 năm 2021 và công văn số 2324 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Thời gian áp dụng các biện pháp hành chính đối với các xã mới nâng cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 kể từ 12 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2021. Các khu vực thực hiện phong tỏa hoặc thiết lập cách ly y tế do có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế, ai ở đâu thì ở yên đó để phòng chống dịch. Trong 2 ngày qua, tỉnh Hậu Giang tiếp tục ghi nhận thêm 581 ca mắc COVID-19, trong đó có 359 ca cộng đồng tại tất cả 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố. Tính từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 7.940 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi cho 4.448 ca, tử vong tại tỉnh 21 ca, chuyển tuyến điều trị 3 ca, trong đó có 1 ca tử vong, 2 ca đã điều trị khỏi. Toàn tỉnh đã tiêm 1.133.056 liều vaccine cho 585.753 người. Trong đó, 547.303 người đã tiêm đủ 2 mũi, 38.450 người mới tiêm 1 mũi, đạt tỷ lệ 96,57% trên tổng số dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên, 606.586 người. Trong công văn chỉ đạo ngày 7 tháng 12 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho hay hiện diễn biến dịch COVID-19 rất phức tạp, đặc biệt từ đầu tháng 10 năm 2021 trở lại đây, người dân từ ngoài tỉnh về địa phương tăng nhanh làm tăng số ca mắc và liên tục bùng phát các ổ dịch. Để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống nhằm tăng tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi, giảm ca bệnh chuyển nặng và tử vong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Trung tâm Cấp cứu hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh xây dựng quy trình hướng dẫn việc tiếp nhận điều trị F0 tại tầng 1, tầng 2 trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với tình hình địa phương. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các đối tượng tại địa phương chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 bằng mọi giải pháp đảm bảo an toàn, kịp thời, hiệu quả. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết đã hoàn trả 2 lô vaccine gia hạn sử dụng. Thưa quý vị, theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố đã hoàn trả 2 lô vaccine được gia hạn sử dụng và vận động phụ huynh tiếp tục cho con em tiêm vaccine phòng COVID-19. Thông tin được Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 12. Ông Cương nói và cho biết vừa rồi có 2 lô tăng hạn, đến thời điểm này đã hoàn trả lại 2 lô đó. Hiện tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn đạt 94,1%, ở khối trung học cơ sở đạt 65,08%. Trước đó, Hà Nội tạm dừng tiêm lô vaccine Pfizer có hạn dùng trên vỏ lọ tháng 11 năm 2021 để xin ý kiến của Bộ Y tế, việc tiêm chủng với các lô vaccine khác vẫn được triển khai bình thường. Ở thời điểm đó, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho hay, Sở Y tế Hà Nội nhận được nhiều ý kiến đóng góp của phụ huynh về những lo ngại khi cho con em mình tiêm vaccine COVID-19. Sở Y tế đã lập tức tiếp thu và tiến hành rà soát lại tất cả các khâu trong vấn đề tiêm chủng. Bà Hà cho hay, để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực tốt nhất cho công tác tiêm chủng, Sở Y tế đã tiến hành rà soát lại tất cả các điểm tiêm, các dây chuyền tiêm chủng về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Cùng với đó, Sở Y tế Hà Nội cũng xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế về 2 lô vaccine 124001 và 123002 của Pfizer có hạn sử dụng tại giấy chứng nhận xuất xưởng là ngày 30 tháng 11 năm 2021 và được tăng hạn lên thành 28 tháng 2 năm 2022 để thực hiện tiêm chủng cho học sinh.
Cũng theo bà Hà, việc Hà Nội tạm dừng tiêm lô vaccine Pfizer có hạn dùng trên vỏ lọ tháng 11 năm 2021 là để xin ý kiến của Bộ Y tế. Việc tiêm chủng với các lô vaccine khác vẫn được triển khai bình thường. Phong tỏa một siêu thị lớn vì phát hiện 18 ca nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, hôm nay ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch UBND phường Đăng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cho biết đã phong tỏa siêu thị Go ở đường Lê Hồng Phong vì phát hiện nhiều ca nhiễm tại đây. Theo Sở Y tế thành phố Hải Phòng, trong ngày 6 tháng 12, thành phố có 186 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại siêu thị Go, một trong những siêu thị lớn đông người đến mua sắm của thành phố Hải Phòng. UBND phường Đăng Giang đã treo biển căng dây phong tỏa và yêu cầu siêu thị Go tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Đến nay, thành phố Hải Phòng đã ghi nhận 1.395 ca nhiễm COVID-19. Đáng chú ý là số ca nhiễm tăng nhanh trong một tháng qua với các ổ dịch phức tạp ở huyện Tiên Lãng, công trường xây cao ốc của tập đoàn Hoàng Huy, chợ sắt, quận Hồng Bàng, đường Nguyễn Khuyến và siêu thị Go, quận Ngô Quyền. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu UBND quận Hồng Bàng và UBND huyện Tiên Lãng thực hiện điều trị F0 tại nhà theo mô hình hoạt động của trạm y tế lưu động với sự hướng dẫn của Sở Y tế. Hiện quận Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng đã thực hiện hoạt động thí điểm 15 trạm y tế lưu động, gồm 5 trạm tại 2 phường quận Hồng Bàng và 10 trạm tại huyện Tiên Lãng. Những trạm này đã đủ điều kiện để hoạt động điều trị F0 tại nhà. UBND thành phố Hải Phòng cũng đã đồng ý bổ sung 211 trạm y tế lưu động, đảm bảo đủ một trạm y tế lưu động trên một đơn vị xã, phường, thị trấn từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Dự kiến địa phương bố trí 50 triệu đồng trên trạm để trang bị xe máy, bình oxy, thiết bị khám chữa bệnh, vật tư y tế và các thiết bị khác. UBND quận, huyện sẽ giúp các đơn vị hỗ trợ thực hiện mua sắm thiết bị, vật tư y tế trang bị cho các trạm y tế lưu động từ ngày 7 tháng 12, xong trước ngày 10 tháng 12, đảm bảo đúng giá thị trường. F0 tăng cao, chợ đóng cửa, hơn 200 điểm phong tỏa cứng ở Đà Nẵng. Thưa quý vị, hiện nay ở Đà Nẵng có hơn 200 điểm phong tỏa cứng liên quan đến các ca mắc COVID-19. Chợ Hòa Khánh và Túy Loan cũng tạm ngừng hoạt động. Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng tăng nhanh, dao động từ 65 đến 125 ca. Trong số này có nhiều trường hợp cộng đồng. Sáng ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố nhận định, số ca ghi nhận trong cộng đồng tăng cho thấy tình hình dịch trên địa bàn diễn biến phức tạp. Đến thời điểm này, toàn thành phố có hơn 200 điểm phong tỏa cứng, trong đó tập trung nhiều nhất ở các quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu. Quận Liên Chiểu và Sơn Trà đã là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thành phố. Trong 6 ngày qua, quận Sơn Trà ghi nhận 105 ca mắc COVID-19, trong đó 88 ca có khả năng lây cộng đồng. Tại quận Liên Chiểu ghi nhận 270 ca, trong đó 244 ca có khả năng lây cộng đồng. Trong đó điểm nóng tại chợ Hòa Khánh ghi nhận hơn 40 ca mắc. Khu chợ này đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 4 tháng 12. Ngành y tế này đang đẩy nhanh tốc độ truy vết, kịp thời cách ly F1 và xác định khu vực nguy cơ cao để phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm. Chợ Túy Loan, huyện Hòa Vang cũng là điểm nóng ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại cộng đồng, hiện đã tạm ngừng hoạt động. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh, hiện nay, dịch COVID-19 có xu hướng lây lan nhanh ở các chợ, cơ sở kinh doanh và những nơi tập trung đông người. Do đó, Chủ tịch thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương phải triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, tổng ra quân kiểm tra, xử phạt trường hợp vi phạm phòng chống dịch, nhất là việc không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách. Các địa phương kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa, đồng thời đẩy nhanh tốc độ truy vết, kịp thời ngăn chặn nguồn lây ra cộng đồng. Thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm diện rộng tại những khu vực nguy cơ cao. Các địa phương, đặc biệt quận Liên Chiểu nên khuyến khích giãn bớt dần tại các khu nhà trọ, nhất là khu công nhân lưu trú. Ông Trinh lưu ý. Người dân thành phố Hồ Chí Minh tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 từ ngày 10 tháng 12. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 12, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại cho người dân trên địa bàn.
Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu tổ chức tiêm mũi 3 từ ngày 10 tháng 12 tùy theo nguồn cung ứng vaccine COVID-19. Nhóm đối tượng được tiêm liều bổ sung gồm người trên 18 tuổi có tình trạng suy giảm miễn dịch, người cấy ghép tạng, HIV, ung thư, đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng 6 tháng và đã được tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Thành phố ưu tiên tiêm liều bổ sung cho người từ 60 tuổi trở lên. Liều nhắc lại được tiêm cho người trên 18 tuổi đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng. Trong đó, thành phố sẽ tiêm ưu tiên cho người có bệnh nền, người cần chăm sóc y tế dài hạn, người trên 50 tuổi, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị F0, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo lộ trình dự kiến, trong tháng 12, thành phố sẽ tập trung tiêm cho người bệnh suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 28 ngày, cùng những người bình thường đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng. Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm cho người đã tiêm đủ liều cơ bản ít nhất 6 tháng theo thứ tự ưu tiên, tiếp tục tiêm cho người suy giảm miễn dịch đã tiêm đủ liều cơ bản, đảm bảo phủ liều nhắc lại cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn. Trong đợt tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng các loại vaccine COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt và cung ứng. Việc tiêm chủng được thực hiện theo nguyên tắc, nếu các mũi tiêm trước đó cùng một loại vaccine thì tiêm bổ sung mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA. Nếu các mũi tiêm trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi bổ sung nhắc lại bằng vaccine mRNA. Nếu liều tiêm cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine AstraZeneca. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 6,3 triệu liều vaccine các loại để tiêm liều bổ sung hoặc nhắc lại cho người dân. Bình Định thêm 268 ca COVID-19 mới, tăng cấp độ dịch lên nguy cơ cao. Thưa quý vị, kết quả đánh giá về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Bình Định cho thấy vẫn đang diễn biến khá phức tạp với số F0 tăng lên từng ngày. Sáng ngày hôm nay, Tiểu ban Tuyên truyền Vận động Phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương này. Theo đó, tính đến sáng cùng ngày, Bình Định ghi nhận thêm 268 ca COVID-19 mới, tăng 26 ca so với ngày hôm trước, nâng tổng số ca mắc lên 5.879. Trong đó, thành phố Quy Nhơn nhiều nhất với 138 ca, tiếp theo là huyện Phù Cát 35 ca, huyện Tuy Phước 33 ca, thị xã An Nhơn 29 ca. Theo đánh giá của các ngành chức năng địa phương, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Bình Định vẫn đang diễn biến khá phức tạp với số ca F0 tăng lên từng ngày. Trước đó, chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã ban hành quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, toàn tỉnh Bình Định được nâng lên cấp độ 3, nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. Đối với cấp xã, cấp 1 nguy cơ thấp, vùng xanh, có 67 xã, phường, thị trấn, giảm 16 xã, phường, thị trấn so với tuần trước. Cấp 2 nguy cơ trung bình, vùng vàng, có 59 xã, phường, thị trấn, tăng 5 xã, phường, thị trấn. Cấp 3 nguy cơ cao, vùng cam, có 26 xã, phường, thị trấn, tăng 7 xã, phường, thị trấn. Cấp 4 nguy cơ rất cao, vùng đỏ, có 7 xã, phường, Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, Cát Lâm, huyện Phù Cát, Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Canh Liên, huyện Vân Canh, Mỹ Đức, huyện Phú Mỹ, Bình Tường và Tây Phú, huyện Tây Sơn, tăng 4 xã, phường. Đối với cấp huyện, cấp 1 nguy cơ thấp, vùng xanh, có 2 địa phương là huyện Vĩnh Thạnh, huyện Phù Cát, giảm 1 địa phương so với tuần trước. Cấp 2 nguy cơ trung bình, vùng vàng, có 5 địa phương, thị xã Hoài Nhơn và các huyện Phú Mỹ, Hoài Ân, Tây Sơn, An Lão, giảm 1 địa phương. Cấp 3 nguy cơ cao, vùng cam, có 4 địa phương là thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Vân Canh, Tuy Phước, tăng 2 địa phương.